Nhận thi hài anh Vũ tại Mỹ rồi, vì sao 8 tháng 4 mới có thể đưa về Việt Nam? Bạn bè đang cố gắng hoàn thành thủ tục giúp đưa thi hài anh Vũ lên máy bay về Việt Nam vào ngày 8 tháng 4. Mới đây, trong một đoạn livestream trên trang cá nhân, ca sĩ Lê Ông Vũ và nghệ sĩ Hoài Tâm thông báo với khán giả, 12:30 trưa nay, nhà quan an lạc sẽ đến nhận thi hài anh Vũ, sau đó họ tiến hành sửa soạn trang điểm cho thi hài và mặc đồ chuẩn bị sẵn. Lê Ông Vũ cũng thông báo lịch tổ chức tang lễ và viếng anh Vũ đó là từ 14 giờ đến 24 giờ ngày 6 tháng 4 hôm nay tại nhà quan an lạc. Nhóm bạn gồm Lê Ông Vũ, Andy Thái Nguyễn, Gypsy Phương Trinh, Hoài Tâm và Trần Bích Thảo sẽ đảm nhận đón khách đến viếng thi hài anh Vũ. Thông tin này được công bố rộng rãi để đồng nghiệp và khán giả có thể đến nói lời từ biệt với nam nghệ sĩ. Thêm vào đó, Hoài Tâm cho biết nếu không có gì thay đổi, vào thứ hai tuần sau 8 tháng 4, thi hài anh Vũ sẽ được đưa lên máy bay xuất cảnh. Hôm nay cũng là ngày 4 tháng 4 ở Mỹ, chúng tôi đang gấp rút làm giấy tờ gửi lên đại sứ quán. Nếu giấy tờ lấy về được vào ngày 5 tháng 4, thì đến 8 tháng 4, anh Vũ có thể đi về. Sớm nhất là 8 tháng 4 và trễ nhất là 9 tháng 4, thi hài anh Vũ có thể được đưa lên máy bay về Việt Nam. Bạn bè người thân cũng dự định đặt chuyến trên một hãng hàng không cao cấp. Như vậy, sau khi qua đời hơn một tuần, thi hài nam nghệ sĩ mới được chuyển về nước. Cách đây ít phút, nghệ sĩ Hồng Vân cũng cập nhật thông tin từ bạn bè Mỹ và giải thích thêm về sự chậm trễ này. Vì thủ tục giấy tờ phải đầy đủ và lại vướng đúng vào thứ Bảy Chủ Nhật, nên chắc có thể thứ Tư tuần sau 10 tháng 4, Vũ mới về đến Việt Nam nếu không có gì trục trặc, Hồng Vân viết. Hồng Vân kể chuyện anh Vũ về báo mộng đêm qua nhưng mặt lại hờn giận không nói một lời. Nghệ sĩ Hồng Vân đã mơ thấy anh Vũ về trong đêm qua nhưng lại không nói một lời nào khiến cô rất khó hiểu. Cách đây ít phút, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ một giấc mơ kỳ lạ của cô vào đêm qua. Cụ thể cô viết, lúc 11 giờ sau khi từ sân khấu Super Bowl trở về, Vân mệt mỏi và ngủ thiếp đi, lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, Vân thấy em về mặc chiếc áo sơ mi có ánh tím caro, em đứng đó nhìn chị ngủ mệt. Với vẻ mặt hơi hờn giận, giật mình thấy em, chị mừng rỡ hét lên, trời ơi Vũ hả, sao đứng đó không đánh thức tôi. Em vẫn nhìn và chẳng trả lời, bỗng cổ họng chị khô khốc vì chợt nhận thức được Vũ của chị đã không còn nữa. Dựa vào giấc mơ của mình cùng với những biểu cảm của anh Vũ, Hồng Vân suy đoán rằng một là phải cho anh Vũ về nhà thật nhanh, hai là phải cho anh Vũ mặc chiếc áo mà anh đã mặc khi báo mộng. Cuối cùng thì Hồng Vân cũng đã tìm được hình ảnh mà anh Vũ mặc chiếc áo tựa như trong giấc mơ, đồng thời xin ý kiến gia đình anh lấy hình đó làm hình thờ và gia đình cũng đã đồng ý. Hồng Vân kể lại giấc mơ của cô đêm qua. Nhiều người vào bình luận chia sẻ với Hồng Vân nỗi mất mát lớn như vậy. Thời gian vừa qua Hồng Vân khá vất vả lo lắng cho hậu sự của anh Vũ. Đây là bức hình mà Hồng Vân xin ý kiến gia đình để làm hình thờ. Hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ để nghệ sĩ anh Vũ sớm được trở về quê hương. Cận cảnh nghệ sĩ anh Vũ đang được bảo quản ở nhà tang lễ Mỹ, điểm dừng chân cuối cùng trước khi về Việt Nam. Bạn bè đồng nghiệp ở Mỹ có thể tới để gặp anh Vũ lần cuối trước khi anh trở về với đất mẹ và nằm yên mãi mãi. Mới đây, ca sĩ hải ngoại Lê Ân Vũ, người được gia đình nghệ sĩ anh Vũ ủy quyền nhận thi thể, đã chia sẻ hình ảnh ở nhà tang lễ An Lạc ở Mỹ, nơi mà hiện tại nghệ sĩ anh Vũ đang dừng chân và cũng là chặng đường cuối trước khi anh về Việt Nam. Chia sẻ với nữ ca sĩ Thanh Thảo, Lê Ông Vũ còn cho biết lễ viếng nghệ sĩ anh Vũ ở bên Mỹ đã được diễn ra từ 14 giờ cho đến 20 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng 4 giờ Mỹ. Dù không chia sẻ gì nhiều về nơi anh Vũ đang dừng chân, nhưng có thể thấy không gian bên ngoài khá thanh tịnh và sang trọng. Nhiều nghệ sĩ ở Mỹ đã lên kế hoạch để cùng nhau đến nhìn anh Vũ lần cuối trước khi anh về với đất mẹ. Bạn thân của anh Vũ chia sẻ hình ảnh nhà tang lễ, nơi diễn ra lễ viếng nghệ sĩ xấu số này vào thứ Bảy. Không gian bên ngoài thanh tịnh và sang trọng, nhà tang lễ An Lạc cũng đã cập nhật thông tin về lễ viếng của nghệ sĩ anh Vũ. Ca sĩ Thanh Thảo tỏ ra khá sốt ruột. Lê Ông Vũ và anh Vũ là bạn thân, nên khi anh Vũ qua đời, Lê Ông Vũ hết mình giúp đỡ để đưa thi hài bạn về quê hương. Đây là một số hình ảnh được chụp trong clip giới thiệu về nhà tang lễ. Nghệ sĩ anh Vũ ra đi để lại nỗi đau lớn trong lòng đồng nghiệp và nhiều khán giả. Lạnh gáy khi nghe danh hài Thúy Nga tiết lộ bất ngờ về sự ra đi của nghệ sĩ anh Vũ.
Danh hài Thúy Nga đã tiết lộ sự trùng hợp giữa cái chết của nghệ sĩ Anh Vũ và vai diễn cuối cùng mà anh đã tham gia ở Mỹ. Cư dân mạng bất ngờ trước những lời chia sẻ của danh hài Thúy Nga về nghệ sĩ hài Anh Vũ. Nhiều người không khỏi rùng mình trước sự trùng hợp giữa cái chết của diễn viên Anh Vũ và vai diễn cuối cùng. Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời trong chuyến lưu diễn tại Mỹ đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng tiếc thương. Để có đủ tiền đưa nam diễn viên về Việt Nam an táng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ tất cả nghệ sĩ cũng như người hâm mộ và nhận được con số gần 700 triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn đã đến nhà trao cho mẹ cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, đại diện cho nghệ sĩ hải ngoại ca sĩ Hà Phương đã đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí để đưa nam danh hài xấu số về nước. Nghệ sĩ Anh Vũ ra đi đột ngột khiến nhiều bạn bè không khỏi bàng hoàng tiếc nuối. Bạn bè hải ngoại đang cố gắng hoàn thành thủ tục giúp đưa thi hài Anh Vũ lên máy bay về Việt Nam vào ngày 8 tháng 4. Lễ viếng được tổ chức vào chiều 6 tháng 4 tại California. Thời điểm này, mọi người đều mong nam nghệ sĩ sớm được đưa về Việt Nam an táng và đến viếng anh lần cuối. Trên trang cá nhân của mình, danh hài Thúy Nga vừa tiết lộ một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên nhưng rợn người về cái chết của nghệ sĩ hài Anh Vũ và vai diễn cuối cùng của anh trong bộ phim Nabi Đại Chiến. Danh hài Thúy Nga nghẹn ngào kể lại, trong phim Nabi Đại Chiến là bộ phim cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ Anh Vũ, vĩnh biệt chúng ta mà ra đi. Trong phim, tình tiết câu chuyện trong phim đã diễn ra như thế này mà đến hôm nay lục lại điện thoại Nga mới thấy. Diễn viên Anh Vũ đóng vai Tommy Nguyễn, có một cảnh nhân vật Anh Vũ quyết định tự tử và anh ấy báo thông tin cho mọi người trên Facebook là anh ấy sẽ chết tại một khách sạn tại Mỹ. Giờ ngồi xem lại hình, thực sự mình nổi hết cả da gà. Những tình tiết nhân vật của anh đóng phải chăng như một điềm báo trước nhân vật Tony của Anh Vũ, như một lời chào tạm biệt mọi người, xin cầu nguyện cho anh mau về đất mẹ và mong cho linh hồn anh mau chóng được siêu thoát. Có lẽ chính là nhân vật cuối cùng trên màn ảnh của nghệ sĩ Anh Vũ chết trên đất Mỹ, nay đã ứng vào cuộc đời anh. Những chia sẻ của danh hài Thúy Nga khiến ai nấy đều xót xa và sợ hãi vì vai diễn cuối cùng đã vận vào người nam nghệ sĩ Anh Vũ, luôn tận tâm với nghề. Theo đó, các nghệ sĩ và kiều bào tại Mỹ có thể đến thăm viếng, tiễn đưa nam diễn viên lần cuối vào lúc 14 giờ đến 18 giờ ngày 6 tháng 4 giờ Mỹ tại nhà Hoàng An Lạc, quận Cam của Mỹ. Thi hài nam diễn viên dự tính được đưa về Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 theo đường hàng không. Nhà Hoàng An Lạc, nơi tổ chức lễ viếng cho diễn viên Anh Vũ tại Mỹ, được ca sĩ Lê Anh Vũ chia sẻ. Hiện tại, gia đình cùng các nghệ sĩ cũng như khán giả người yêu mến cũng vẫn mong mỏi đến ngày thi thể nghệ sĩ Anh Vũ được về đến nơi để tiễn biệt anh lần cuối. Theo những lời chia sẻ của Hồng Vân thì cố nghệ sĩ Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam 10 ngày sau khi mất. Lý Hải xác nhận việc Minh Hà mang bầu sinh con lần thứ 5, khen vợ nức nở chỉ lo vợ sinh nhiều vất vả. Lý Hải được truyền thông nhắc về việc sinh em bé lần thứ 5 đã có những xác nhận. Đây cũng là vấn đề người hâm mộ quan tâm bởi trước đó hai người đã có 4 nhóc tỳ vô cùng đáng yêu. Trong công việc hay trong hôn nhân, Lý Hải Minh Hà luôn là cặp bài trùng. Hơn 10 năm hôn nhân, cặp đôi trở thành điểm vàng trong showbiz Việt. Ở thời điểm hiện tại, hai người đã có 4 nhóc tỳ vô cùng xinh xắn đáng yêu. Dù Minh Hà hơn 30 tuổi, nhưng cô đã trải qua 4 lần sinh nở vất vả. Do đó, nhiều người ác ý còn gọi Minh Hà là máy đẻ và băn khoăn khi nào cặp đôi sẽ sinh thêm em bé thứ 5. Nhiều lần Minh Hà xuất hiện với vòng hai lùm xùm khiến nhiều người đồn đoán Minh Hà đang mang bầu lần tiếp theo. Thế nhưng tất cả chỉ là đồn đoán, Hot Mom khẳng định cô không có dự định sinh thêm em bé vì muốn tập trung cho công việc và chăm sóc tốt cho gia đình. Về phía Lý Hải, anh cũng có câu trả lời tương tự giống vợ. Tôi không có ý định sinh thêm vì nuôi dạy con rất khó. Nhiều lúc hai vợ chồng bị stress rất nhiều, tôi phải tìm hiểu cách dạy con trên sách vở, học lại và đọc lại cách nói cho trẻ nghe. Nhưng nói cỡ nào cũng vậy, tôi nghĩ dạy con là cả một quá trình cần đầu tư thực sự. Nếu có tôi nhận thôi, nhưng tôi cảm thấy phải có trách nhiệm với con. Nếu tôi và Minh Hà tham sẽ làm rất nhiều việc như là thời trang, mỹ phẩm và rất nhiều việc khác nhưng không có thời gian. Nam diễn viên cho biết dù gia đình thuộc hàng khá giả và không phải lo lắng nhiều về vấn đề kinh tế, nhưng việc sinh thì dễ, chăm con mới khó. Chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ nên người là điều không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, cặp vợ chồng nổi tiếng muốn dành toàn bộ tâm sức chăm lo cho 4 nhóc tỳ. Còn con cái vốn là duyên trời cho, nếu lỡ có thì sẽ vẫn vui mừng chào đón con. Cuộc sống gia đình hôn nhân đã thay đổi Lý Hải rất nhiều. Từ một ca sĩ phiêu lãng không chỉnh chu với gia đình, Lý Hải hóa ông bố quốc dân và trở thành người đàn ông của gia đình. Tôi điềm tĩnh, chín chắn và sống có trách nhiệm với cuộc sống hơn. Lý Hải Minh Hà kết hôn năm 2010 và có 4 người con.
bé Út Mio chào đời vào tháng 7/2016. Trước Mio, Minh Hà đã có hai bé gái, một bé trai. Minh Hà luôn tự hào vì sinh được bốn thiên thần nhỏ trong xã Lý Hải. Hai vợ chồng cô thích có nhiều con để gia đình luôn đầm ấm, tràn ngập tiếng cười. Ở thời điểm hiện tại, gia đình Lý Hải xứng đáng là đại gia ngầm của showbiz. Không chỉ đi hát, diễn xuất và làm đạo diễn, hai vợ chồng hiện tại đang sở hữu bốn công ty liên quan đến bất động sản, mỹ phẩm và bình chứa xăng dầu. Không những vậy, cặp đôi còn sở hữu loạt xứ hợp đắt đỏ và căn biệt thự sang chảnh tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.